một cổ phiếu thuộc nhóm vn30 sắp trở lại đường đua và không biết anh chị có đoán được đó là cổ phiếu nào hay không vì trong nhóm vn30 này sắp tới sẽ có một cái cổ phiếu mà em sẽ phân tích cho anh chị đây chính là một cái cổ phiếu đã từng tăng giá trước đó rồi gợi ý với anh chị đây không phải là cổ phiếu mvkg không phải là cổ phiếu à, gvr cũng như là không phải cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng nào cả đó thì không biết là anh chị đã đoán được cổ phiếu nào hay chưa. Nếu như anh chị chưa đoán được đó là cổ phiếu nào thì xin mời anh chị theo dõi hết cái video này. Để thứ nhất em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái góc nhìn của em đối với cái cổ phiếu này và cũng như là cái bản chất của một cái cổ phiếu nếu như mà nó muốn vào sóng thì cần phải có những cái điều kiện gì. Đó thì cái cổ phiếu này hiện tại ngắn hạn nó chưa có vào sóng đâu anh chị. Như anh chị xem kênh, xem nhận định thường là chị muốn xem coi là ngày mai ngày mốt nó tăng hay sao nhưng mà theo em đánh giá cái việc đó nó không có bền bởi vì ngày mai ngày mốt hoặc là ngày tới nó nó xanh hay nó giảm gì đó nó không có quan trọng bằng cái việc là anh chị có hiểu được là tại sao nó đi lên hay không tại sao cổ phiếu này nó tăng giá và muốn hiểu được điều đó anh chị phải nhìn vào cái bản chất của cổ phiếu rồi thì trong video ngày hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị về cái cổ phiếu đó rồi ngoài ra thì em sẽ giới thiệu với anh chị về cái kịch bản của thị trường trong cái giai đoạn sắp tới sau cái kỳ nghỉ lễ thị trường sẽ biến động như thế nào và đặc biệt là cái phiên ngày mai một cái phiên mà nó sẽ quyết định đến với cái thị trường à, trong cái kỳ nghỉ lễ nó sẽ như thế nào thì à, quan điểm của em đối với cái thị trường hiện tại anh chị mà mình có xem kênh của em thường xuyên anh chị sẽ biết là đối với thị trường này quan điểm của em vẫn vậy tức là thị trường nó sau một cái nhịp tăng giá thì nó bắt đầu bước vào cái trạng thái đi ngang và nó vận động chán nản quanh đây như anh chị thấy thị trường hôm nay nó cứ lình xình tăng không tăng giảm mà cũng không giảm anh chị anh chị thấy hôm nay nó tăng 0,03 điểm tức là cũng đâu có tăng bao nhiêu đâu đúng không ạ à? đó thì cái trạng thái hiện tại em đánh giá nó là một cái trạng thái giữ chỉ số nó giữ chỉ số bởi những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng này anh chị. À, Vinhome cũng kéo, à, Vietcombank này, đa số đều là những cái cổ phiếu ngân hàng. Nó kìm chân cho cái nhịp thị trường hiện tại. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu khác thì nó lại giảm. Hôm nay có những cổ phiếu bất động sản như DXG, Hoặc DIG. Nói chung là nó bị điều chỉnh anh chị, nhưng mà cái lực bán nó không nhiều. Và tại đây chúng ta thấy được là đoạn này thị trường vận động rất là chán, không có cổ phiếu nào đã đánh hết cả. nhưng mà anh chị không biết được thị trường chính những cái lúc này nó đang kiến tạo cho nhà đầu tư một cái cơn sóng và em sẽ chia sẻ với anh chị về cái cách mà cái cơn sóng đó nó hình thành. Đó thì đối với cái thông số thị trường ngày hôm nay cho anh chị không cần quan tâm rồi, đúng không mà nó chán quá nên là em sẽ pass qua cái phần này. đó thì em sẽ đi vào cái phần phân tích về cái thị trường. Đối với thị trường hiện tại, như em chia sẻ với mọi người. Thị trường nó đang trong một cái nhịp gọi là nhịp nhịp tăng đúng không ạ? Trước đó nó có một cái phiên gọi là xác nhận đáy. Vậy thì cái phiên xác nhận đáy này nó báo hiệu cho thị trường là có một cái nhịp nó tăng lên. Và chính cái nhịp này nó cho thấy được là thị trường có khả năng nó sẽ tiếp tục nó đi lên, đi lên rất là mạnh. Hoặc là em lấy ví dụ này, sau những cái nhịp rơi của thị trường thường nó sẽ có những cái phiên xác nhận hay gọi là FTD bùng nổ theo đà đó anh chị. Thì sau cái phiên bùng nổ theo đà này là thị trường nó tăng. Vậy thì cái giai đoạn hiện tại để mà thị trường nó tiếp tục nó tăng hoặc là nó vượt đỉnh thành công đi. Nó bắt buộc phải có một cái vùng gọi là vùng tái tích lũy trở lại quanh đây. Cái vùng tích lũy này nó sẽ kiến tạo cho nhiều cổ phiếu trên thị trường. Nó cũng hình thành một cái vùng giá đi ngang, một cái vùng giá tích lũy trở lại. Thì cái đoạn này anh chị thấy là đa số các cổ phiếu kênh trên nó vận động rất là khiêm tốn. Nó tăng giá không tăng mà giảm giá cũng không giảm, đúng không ạ? À? Em lấy ví dụ những cổ phiếu như M với g này. Đó, nó cứ đi ngang, nó cứ là là trên đây này. Đó, hôm nay lại là một cái phiên kiệt thanh khoản của cổ phiếu, đúng không ạ? À? Họ là những cái cổ phiếu như là GVR này. Tăng mà không tăng, giảm mà cũng không giảm anh chị, nó cứ tạo một cái vùng nền giá đi ngay. Nó cứ tạo một cái vùng nền giá quanh đây này. Đó. Rồi những cái cổ phiếu dòng ngân hàng thì sao ạ? À? Ngân hàng thì có MB, hôm nay ngân hàng nó tăng rất là tốt, nhưng mà nó không thành công anh chị. Đó, hoặc là ACB nè. Nó cũng tăng không tăng mà giảm cũng không giảm. Đây không phải là tăng anh chị nha. Đây chỉ là một cái nhịp gọi là hứng phấn đầu phiên thôi. Và bắt đầu nó hạ nhiệt ngay sau cuối phiên. Đúng không ạ? À? Rồi cổ phiếu BID cũng vậy nè, BID hôm nay tăng rất là tốt. Em nhớ là đầu phiên nó tăng gần gần 2% đấy, 1, mấy phần trăm. nhưng mà cuối phiên nó đóng đến khá là xấu, đúng không ạ? À? Đóng đến với cái biên độ thấp nhất trong phiên. Đây nè anh chị, BID này. Đó. Thì anh chị thấy cái đoạn này đa số các cổ phiếu nó đều kiến tạo một cái nền giá để mà nó tích lũy cùng với thị trường chung. Đó. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thị trường nó tạo ra à, cho nhà đầu tư một cái cảm xúc rất là chán nản. Thì đối với cái thị trường hiện tại Anh chị nói là cổ phiếu nó vào sóng Anh chị mua đuổi nó rất là khó Bởi vì thường anh chị mua cao là anh chị sẽ lỗ Hàng về kiểu gì cũng sẽ lỗ, đúng không à Ngay trong T0 thôi là đã thấy rồi Ví dụ hôm nay anh chị nào mà mình mua cao ACB chẳng hạn Anh mua anh chị mua ngay cái giá đâu đó tầm khoảng giá 24 mấy đi đúng không à 24,8 đi 24,8 24,9 gì đó thì có phải là anh chị đã lỗ ngay tê không rồi đó hoặc là những cái cổ phiếu mà nó có một cái nhịp buôn lên đi nhưng mà nó không thành giống như là khang điền này hôm qua hôm kia đúng không anh chị hôm kia nó buôn lên nhưng mà nó không thành và nó bắt đầu nó giảm lại thì bây giờ hàng về nè anh chị hôm nay là hàng về thì anh chị thấy là hàng về đâu có tăng được đúng không đó cho nên những cái kinh nghiệm của em ở những cái lúc mà thị trường nó thanh khoản thấp như này đó chính là hạn chế mình mua nổ. Hạn chế mình mua khi mà thị trường, khi mà cổ phiếu nó có những cái nhịp hưng phấn ở trong phi. Anh chị mua ở những cái lúc mà thị trường hoặc là cổ phiếu nó hưng phấn á, anh chị rất dễ sẽ bị lỗ. Bởi vì giai đoạn này á thanh khoản thị trường nó rất là thấp, đúng không ạ? À? Không phải thấp anh chị mà nó giao dịch ảm đạm. Chứng tỏ là dòng tiền họ không có chấp nhận cái vùng giá này để mà họ tiếp tục họ đẩy giá lên nữa mà nó cứ giao dịch ảm đạm như vậy á. Tuy là cái thanh khoản hiện tại nó có phần cải thiện hơn so với cái vùng giá ở bên dưới đấy đúng không ạ? À? Nhưng mà xét về cái mặt bằng chung á, thì cái lượng cầu mua vào nó không mạnh để mà có cổ phiếu nó vào sống ở đoạn này. Cho nên em mới chia sẻ với anh chị nào mà mình có trong room, trong room cộng đồng hoặc là trong room khách hàng của em nè. À, thì đây là cái room cộng đồng của em. À, anh chị nào mà mình muốn nhận được những cái chia sẻ của em có thể tham gia vào cái nhóm này. Đây là cái nhóm em chia sẻ với anh chị một vài cái kinh nghiệm. Đúng không ạ? À? Chia sẻ với anh chị đoạn này thanh khoản thấp nên là anh chị hạn chế anh chị mua nổ. Vì mình mua nổ á cái vị thế của mình nó sẽ không tốt. Đó, nó rất là sai, nó rất dễ sai anh chị nha. Đó. Thì những cái lúc mà thị trường nó ảm đạm như này thì lời khuyên chân thành của em là mình không nên giao dịch gì hết cả. Tức là nếu như mà anh chị mua ở những cái vùng này nè, có thể là mình sẽ cầm rất là lâu. Mình không biết được là a à, cổ phiếu mình khi nào nó sẽ đánh. Đúng không ạ? À? Họ nếu như mà anh chị có mua thì anh chị nên đi với cái tỷ trọng ít thôi. Đó, thì nó sẽ an toàn. Rồi thì đó là về cái góc độ thị trường chung đi. Em đánh giá chung thôi anh chị. Thì anh chị thấy là nếu như tại đây, thị trường nó tạo được một cái nền giá và nó có một cái nhóm ngành nó dẫn dắt thị trường nó đi lên thì thị trường sẽ có sóng. Hôm nay thì em sẽ không phân tích về cái sóng ngành đâu. Hôm nay em sẽ phân tích về một cái cổ phiếu riêng lẻ hộp nhóm VN30. sống ngành thì em đã phân tích cho anh chị trong cái video ngày hôm qua rồi. Anh chị nào mà mình chưa xem. Đây, video ngày hôm qua là đúng không ạ? À? Anh chị nào chưa xem thì anh chị có thể xem lại một cái kịch bản siêu sống thần đúng không ạ? À? Anh chị có thể xem lại cái video ngày hôm qua em chia sẻ với anh chị. Đó, à anh chị nào mà mình xem kênh thấy hay nhớ nhấn giúp em một cái lượt like. À hay hơn nữa thì giúp em một cái lượt đăng ký kênh luôn anh chị ha. Rồi, quay trở lại đó là về cái góc độ thị trường chung Bây giờ em sẽ phân tích cho anh chị về một cái cổ phiếu Thuộc nhóm VN30 Một cổ phiếu mà nó đã có cái nhịp tăng trước rồi Thì cổ phiếu này nó là cổ phiếu FPT Và tại sao em chia sẻ với anh chị về cái cổ phiếu FPT này Thì nếu như mà anh chị nào mà có theo dõi em Thì anh chị cũng sẽ biết Là trước đó Ủa Hằng Kiệt nói FPT nó bị bán tháo mà Sao mà nó có sống ở đây được Đúng không ạ à? Đó không lẽ bây giờ em lại làm ngược lại với những cái mà em đã chia sẻ trước đó sao? Đúng không? À, không phải anh chị ha. À, như em có chia sẻ ở đầu video, em có chia sẻ với mọi người là đoạn này chưa có cổ phiếu có sóng đâu anh chị. Và để cổ phiếu nó vào sóng, thì nó sẽ phải mất một cái khoảng thời gian. Và bây giờ chính là cái khoảng thời gian để mà em chuẩn bị cho anh chị về cái kịch bản của cổ phiếu FPT nó vào sóng nó sẽ như thế nào đó rồi anh chị nào hiện tại mình đang có giá tốt của cổ phiếu fpt thì anh chị có thể nắm giữ cái cổ phiếu này và cược cổ phiếu nó sẽ có thêm một cái nhịp vào sóng nữa nếu như mà cổ phiếu này nó có sóng đi thì sắp tới em sẽ cập nhật cho anh chị cái điểm mua hoặc là những cái điểm gia tăng đối với những anh chị nào mà mình có hàng có hàng sẵn anh chị ha đó để mà mình mua thêm hoặc anh chị nào mà mình muốn đánh thì cũng có thể tham gia cái cổ phiếu này đó, em sẽ cập nhật ở đâu anh chị ngay trong phiên giao dịch và để thuận tiện hơn, em có chia sẻ với anh chị ngay trên cái nhóm cộng đồng của mình. Anh chị nào mà mình muốn tham gia vào cái nhóm này, anh chị quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình đi. Đây là cái nhóm em sẽ hỗ trợ cho anh chị về những cái vận động trong phiên và cũng như là những cái tư duy, những cái kinh nghiệm của em trên cái thị trường này. Đó nó như thế nào và em đã từng trải qua cái thị trường này ra làm sao, em sẽ chia sẻ lại hết với anh chị qua từng cái chu kỳ của thị trường ha rồi thì phân tích cái cổ phiếu fpt này đối với cái cổ phiếu fpt nó vừa có một cái nhịp giảm cùng với thị trường nhưng mà cái mà anh chị cần quan tâm ở đây nó chính là cái khối lượng bán khối lượng bán rất là lớn phải không anh chị và nếu như cổ phiếu fpt mà nó muốn có sống tại những cái vùng này đi à, nó cần phải có một cái nền giá để tích lũy trở lại gọi là cái nền giá hấp thụ nguồn cung anh chị ha Tại sao nó phải hấp thụ nguồn cung vậy? Vì đơn giản thôi, nếu như mà anh chị phân tích theo một cái quy luật cung cầu thì anh chị sẽ hiểu là nếu như mà giá của một cái sản phẩm nó muốn tăng đi, đúng không ạ? À? Thì phải có nhu cầu nó nhiều hơn so với cái lượng cung bán ra. Vậy thì tại những cái vùng này anh chị thấy nguồn cung của nó rất là nhiều, đúng không ạ? À? Vậy nếu như mà nhu cầu nó không đủ thì giá của cổ phiếu nó cũng cắm đầu nó rơi luôn. Đó, nhưng mà ngược lại tại đây nếu như mà nó hấp thụ xong cái nguồn cung rồi thì chỉ cần một cái lượng nhu cầu nhỏ thôi cũng khiến cho giá cổ phiếu nó tăng. Thì em phân tích một cách cơ bản nhất để cho anh chị hiểu đây là cái quy luật cung cầu đơn giản. Đó, anh chị hiểu thì anh chị nhấn giúp em cái chữ hay ở bên dưới cái bình luận để mà em hiểu ha. Để mà em biết được những cái chia sẻ của em nó giúp ích cho anh chị ha. Rồi thì đó là cổ phiếu FPT này. Nó phải có một cái nền giá và em sẽ lấy một vài cái ví dụ như là cổ phiếu Hòa Phát này. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cổ phiếu Hòa Phát nó cũng đi lên sau một cái vùng nó tạo cái nền giá, đúng không ạ? Đây cũng chính là cái lúc mà cổ phiếu nó bị bán tháo khối lượng rất là lớn. Và khi mà anh chị thấy ủa Hòa Phát nó đã tăng gấp mấy lần giá rồi, không lẽ lên đây nó còn tăng được nữa hả em? Dĩ nhiên là còn, đúng không ạ? Hòa Phát nó đi lên đâu đó tầm khoảng 250% rồi, đúng không ạ à? Và bây giờ nó chỉnh nó bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu phân phối à, thì nhiều anh chị hỏi là ủa nó bị bán tháo như vậy rồi thì nó còn lên được nữa không em Dĩ nhiên nó còn lên được đúng không ạ à? nhưng mà anh chị phải hiểu làm sao để nó lên anh chị thấy không từ cái vùng giá 22 mà nó còn lên được tới cái vùng giá 38 tức là nó gần gấp đôi so với cái giá mà anh chị vừa bán ra đó hả hoặc là nếu mà anh chị nắm ở những cái vùng giá bên dưới đi thì có lẽ là cái khoản lợi khoản lãi kép của anh chị sẽ còn rất là nhiều. Em phân tích ở đây anh chị sẽ hiểu nha. Hiểu một cách đơn giản là khi thị trường nó vừa xuất hiện bán thảo, những cái phiên bản khối lượng rất là lớn và đi kèm với biên độ giảm rất là mạnh. Anh chị thấy nó bán tầm khoảng vài chục điểm thôi. Không có ít đâu, đúng không ạ? À? Đó thì khi đó cổ phiếu nó cũng giảm và cổ phiếu nó cũng bị bán xuống. Nhưng mà sau đó cái mà anh chị cần quan tâm nó chính là cái nhịp phục hồi này Và khi phục hồi về tới cái vùng đỉnh rồi Thì cái mà anh chị cần quan tâm tiếp theo Chính là cái nền giá để mà hấp thụ nguồn cung Đúng không ạ? Anh chị nhìn cổ phiếu Hòa Phát nó hấp thụ lại cái nguồn cung bán tháo trước đó như thế nào? Anh chị thấy À, cổ phiếu trước khi đi lên nó có một cái nền giá ở đây Và nó hấp thụ lại Đúng không? Hoặc em lấy ví dụ <laughs> Cổ phiếu VND nè đó, cái giai đoạn này nó cũng tương tự thì tại cái giai đoạn này anh chị thấy là thị trường nó vừa xuất hiện một cái nhịp bán tháo lớn đúng không thì em sẽ lấy ví dụ ở những cái nhịp này đi VND vừa xuất hiện bán tháo lớn cùng với thị trường nó bán đi thì nó muốn tiếp tục nó đi lên thì sao anh chị nó sẽ có cái nền giá ở đây nó hấp thụ lại cái nguồn cung bên cánh trái của cổ phiếu này đúng không ạ à? và sau đó nó có một cái nhịp tăng nó vào sóng và nó tiếp tục nó đi lên rất là mạnh nhiều anh chị cứ nghĩ VND từ từ đấy nó đi lên đâu đó tầm khoảng mấy giá rồi đúng không ạ? À? Lên đâu đó tầm khoảng vài trăm phần trăm rồi. Đó, nhưng mà cái dư địa của cổ phiếu nó vẫn còn. Và sau những cái nền giá, những cái nền tảng tích lũy này, cổ phiếu nó vẫn tiếp tục nó đi lên. Đúng không ạ? À? Đây là cái giai đoạn mà cổ phiếu VND nó đã bị chia giá rồi nha anh chị. Tức là trước đó nó nó đã từng phát hành phát hành cổ phiếu anh chị. Đó. Thì cái việc chia giá nó sẽ phản ánh vào cái giá trị thực. À, trong quá khứ á, thì anh chị chỉ nhìn lại thấy là ủa, VND nó giá có hai 000 ba ngàn thôi, có gì đâu em. Nhưng mà hồi đó thì giá nó khác anh chị ha. Đó, cái này là mình nhìn lại quá khứ để mà à, phân tích cho anh chị hiểu được. À, trước khi thị trường, trước khi cổ phiếu có một cái nhịp tăng, nó sẽ có một cái nền giá để mà hấp thụ lại cái nguồn cung. Vậy thì quay trở lại nè, anh chị sẽ thấy gần đây nhất sẽ có những cái cổ phiếu Em lấy ví dụ đoạn này nè Hôm qua em phân tích với anh chị Đoạn này là cái vùng BU của thị trường đúng không Cũng chính là cái giai đoạn mà thị trường nó đi ngang nè Trong cái vùng thị trường đi ngang Trong cái vùng thị trường tích lũy như thế này Thì anh chị sẽ thấy Xuất hiện những cổ phiếu nó vào sóng Mà nó xuất hiện như nào anh chị Xuất hiện trước hoặc là xuất hiện sau Lúc đó anh chị Đây em khóa lại cho anh chị nhớ ha Lúc đó là những cái cổ phiếu như VDF nó đã vào sóng Nó tăng đúng không ạ? À? Ở những cổ phiếu như là SSI này. Anh chị thấy không? Đây là cái nền giá đi ngang của cổ phiếu này. Sau đó là một cái phiên nó xác nhận nó đi lên. Đầu đó là tầm khoảng ngày 29 tháng 5 là cổ phiếu nó xác nhận nó tiếp tục nó đi lên tiếp từ cái nền giá BU của thị trường cũng như là cái nền giá tích lũy của cổ phiếu luôn. Đúng không ạ? À? Đó và trước khi mà nó tăng này, anh chị thấy nó cũng giảm cùng với thị trường chứ nó đâu có gọi là nó đi ngược thị trường đâu anh chị. Nhưng mà cái quan trọng mà anh chị cần thấy là cái nhịp tăng của nó nó phục hồi như thế nào và sau cái nhịp phục hồi đó cổ phiếu có tích lũy trở lại được hay không. Đó là cái mà quan trọng nhất. Đó còn nhìn rộng ra hơn nữa thì đây là cái nhịp phục hồi lớn của SSI và đây là một cái vùng tích lũy của cổ phiếu. Đó có thể gọi là vùng BU chẳng hạn của cổ phiếu SSI sau đó nó đi lên. Đó, quay trở lại cổ phiếu FPT. Nhìn lại hai cái điều kiện đó anh chị đã thấy gì rồi? Có phải cổ phiếu FPT đã xuất hiện một cái dòng tiền vào rồi không anh chị? Rồi vào, vào rồi ông anh chị. Nó vào và nó tăng giá, đúng không ạ? À? Và hiện tại nó về tới những cái vùng đỉnh cũ rồi. Vậy thì điều kiện tiếp theo để cổ phiếu nó có sống là gì ạ? À? Có phải là tích lũy không anh chị? Vậy thì nếu cổ phiếu tích lũy được tại đây thì FPT sẽ có sống. Và khi nào nó sẽ có sống thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay trong nhóm. Nhưng mà còn một cái quan trọng nhất mà em cần chú ý với anh chị ở đây nè. Cái này rất là quan trọng nha. Đó, nhiều anh chị cứ thấy là, ủa, Kiệt nói à, FPT nó đi ngang ở đây nè. Vậy thì thôi mình mua một ít đi. Mình mua trước, mình mua lót. Đúng không ạ? À? Mình mua xong rồi mình cầm đi. Rồi kiểu gì nó cũng tăng thôi. Nhưng mà không đúng. Không đúng anh chị ha. Đó, một cái cổ phiếu nó đi ngang. Mà anh chị muốn biết. Cổ phiếu này nó sắp vào sống hay không? Anh chị hãy để ý xem là cái vùng giá đi ngang này nó xuất hiện dấu hiệu rũ bỏ hay chưa? Tại sao nó phải rũ bỏ? Tại vì một cái cổ phiếu khi mà nó rũ bỏ thành công rồi thì nó mới đi lên. Đó, nó rũ bỏ thành công là khi mà nó nó bán xuống mà không còn cái nguồn cung nào bán ra. Thì tức là nó rũ bỏ thành công. Và thường những cái nhịp rũ bỏ đó nó sẽ lợi dụng yếu tố thị trường để nó rũ có thể sắp tới trước khi thị trường nó tăng, nó sẽ có một cái nhịp chỉnh nhẹ để mà nó nó tạo đà, nó đi lên chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì thường những cái cổ phiếu như FPT nó cũng sẽ lợi dụng yếu tố đó để mà nó làm những cái hành động giá như vậy. Em lấy ví dụ như là cổ phiếu LB nè. Anh chị nào còn nhớ cổ phiếu Lộc Phát, đúng không ạ? Trong cái chu kỳ nhịp vừa rồi. À, trước khi mà nó đi lên, đây là một cái nhịp, nhịp sóng tăng này Và sau cái nhịp sóng tăng, cổ phiếu nó có một cái nền giá đi ngang trở lại. Đúng không ạ? À? Đó, và thường một cái cổ phiếu nó muốn rũ bỏ nó sẽ lợi dụng điều kiện thị trường để mà nó rũ bỏ. Đây là lúc mà thị trường nó giảm giá, giảm không nhiều đâu anh chị và cổ phiếu nó cũng rũ, đúng không ạ? À? Nó giảm cũng nhẹ thôi, nó giảm nhẹ nhàng thôi anh chị. Đó, nhưng mà sau những cái nhịp giảm nhẹ như này nè, mà cổ phiếu nó bật ngược trở lại, bật mạnh lên nha anh chị thì nó là siêu cổ phiếu. Đó, nó sẽ có sống Đó thường là một cái cổ phiếu có một cái nhịp tăng nó có cái nền giá rồi thì nó rủ lại để nó tiếp tục đi lên anh chị ha tại đây anh chị sẽ thấy cái khối lượng rũ của nó nó không có nhiều vậy thì lấy thêm cho anh chị một cái ví dụ nữa đi nó là cổ phiếu DG cái cổ phiếu này năm ngoái em có tư vấn với anh chị trong hệ thống khách hàng chúng ta tham gia cái cổ phiếu này đây nè thì anh chị để ý nha khi thị trường nó rung lắc đi khi thị trường nó rung lắc nó giảm điểm này đúng không nó giảm 10 điểm này thì cổ phiếu DSG nó cũng giảm và cái quan trọng nhất là anh chị phải thấy cái nhịp phục hồi của DSG đúng không ạ à? đây là nhịp phục hồi và khi mà nó phục hồi xong rồi thì sao anh chị nó sẽ có nền giá đâu đó tầm khoảng 3 bốn phiên tại đây nền giá ngắn rồi nền giá này nó xuất hiện rũ bỏ rũ bỏ và sau đó nó vào sóng đi lên nếu như mà anh chị phân tích theo cái mẫu hình á thì đây sẽ là mẫu hình vai đầu vai ngược Vai đầu vai ngược anh chị ha Đấy, Để như vậy á, thì anh chị sẽ không nhìn ra đâu Nhưng mà em để như này nè Anh chị chắc chắn sẽ nhìn ra Đó Đây là vùng vai đầu vai ngược của cổ phiếu Đúng không ạ à? Anh chị nhìn nè Đây là gì ạ à? Vai trái nè Đây là đầu nè Đây là vai phải nè anh chị Đó và sau khi mà cổ phiếu xác nhận thành công Tạo cái vai phải thành công đi Cũng chính là cái phiên mà em tham gia cổ phiếu DSG Và sau cái điểm mua DSG thì cổ phiếu nó tăng không ít đâu nha anh chị nó tăng lên đến tầm khoảng 30 40 phần trăm gì đó rồi 40 phần trăm luôn anh chị 40 50 phần trăm đấy đúng không ạ à? thì anh chị thấy được là à một cái cổ phiếu á, khi mà nó rũ bỏ xong rồi á thì cái nhịp tăng của nó sẽ rất là mạnh và thường nó sẽ lợi dụng điều kiện thị trường để mà nó rũ bỏ đúng không ạ à? đây nè anh chị giảm đâu 13 điểm là nhỏ lẻ sợ chạy mất hết luôn rồi đúng không à? nó rủ xong rồi nó quay trở lại và khi quay trở lại rồi thì cổ phiếu nó tăng giá đó quay trở lại đối với cái cổ phiếu như là FPT đi vậy thì đoạn này anh chị cần quan tâm giúp em là cổ phiếu này nó xuất hiện rũ bỏ chưa nếu như xuất hiện rũ bỏ rồi thì anh chị có thể tự tin anh chị tham gia ở những cái điểm tết cung anh chị mua lại được ha đó còn như chưa có rũ bỏ thì anh chị đừng vội vì thường một cái cổ phiếu trước khi vào sóng nó sẽ có rũ bỏ Và mình không biết được rũ bỏ nó sâu như thế nào đâu Không biết là cổ phiếu này nó rũ cỡ nào đó anh chị Anh chị nhìn vậy thôi chứ mà nó rũ cũng đâu đó tầm khoảng chục phần trăm đó anh chị Gần chục phần trăm Đúng không ạ? Bảy phần trăm rồi Nó rũ như này thì anh chị Cái sức đâu mà anh chị cầm hàng đúng không ạ? Đặc biệt là trong một cái thị trường uptrend như này Nó rũ bảy phần trăm là anh chị mất hàng rồi Đó thì quay trở lại nè Cổ phiếu FPT cũng vậy, nếu như anh chị muốn tham gia cái cổ phiếu này thì anh chị chờ nó rũ xuống. Đó, và anh chị đánh giá xem cái nhịp rũ này nó có kiệt cung hay chưa. Nếu như mà nó rũ mà cái khối lượng nó khủng khiếp quá thì cẩn thận. Đó, có thể là nó đang tạo cấu trúc phân phối. Cấu trúc phân phối nha anh chị, bởi vì em gặp rất là nhiều cái trường hợp này tại những cái vùng đỉnh cũ này. Anh chị cứ nghĩ tại đây này nó tích lũy để cho nó có một cái con sóng mới Nhưng mà không Có cổ phiếu nào tích lũy mà cái khối lượng bán như này không anh chị Lạ không anh chị Khối lượng bán rất là lớn Đúng không ạ à? Và thường khối lượng bán như này nó không phải đến từ Nhỏ lẻ họ bán ra Đúng không ạ à? Bán khủng khiếp như thế này thì làm sao mà nó nó vào sóng được Đây nè một cái nhịp tăng và một cái nhịp đi ngang để mà Tái tích lũy kênh trên đúng không ạ à? Em lấy ví dụ em che lại nè Nhiều anh chị nói à MB băng nó tạo được một cái nền giá đi ngang đi một cái nền giá đi ngang đó tính từ cái vùng tháng 6 cho đến cái vùng đầu tháng 1 là cũng hơn 6 tháng tức là hơn nửa năm đúng không anh chị và nó có một cái nhịp tăng giá thì nhiều anh chị sẽ phân tích đây là cái nhịp à, SOS tức là cái nhu cầu mạnh của cổ phiếu sau đó nó tạo cái vùng BU mà thường một cái cổ phiếu nó tạo vùng BU á nó sẽ phải kiệt về cái khối lượng trước khi nó đi lên chứ không có cổ phiếu nào nó bị bán tháo bằng cái phiên như này hết cả anh chị đúng không ạ à? nếu như mà nó bị bán tháo thì nó đang cho thấy cái dấu hiệu bất thường ở cái cổ phiếu vậy thì nó không phải là cái điểm đến đoạn này em phân tích với anh chị rất là nhiều đúng không ạ à? lúc đó thì em chưa có hành nghề đâu nên là chưa có phân tích được cho anh chị ở những cái điểm này nhưng mà em có nghiên cứu lại ở những cái điểm bất thường của thị trường. Một cái vùng tích lũy nó sẽ khác với một cái vùng phân phối ở chỗ là về cái mặt khối lượng. Về cái mặt hình thức á, về cái mặt à, gọi là à gọi là cái mặt à, hình thái của cổ phiếu đi. Thì cái vùng tích lũy và cái vùng phân phối nó giống nhau, nó không khác gì nhau hết cả. Đúng không ạ? À? Nó cũng là một cái vùng giá đi ngang thôi, nhưng mà khác nhau ở chỗ nó chính là cái vùng khối lượng. Và nếu như mà cái khối lượng bán lớn, bán cực đại đi thì anh chị cần phải cẩn thận. Đây ví dụ này, nó có thể là một cái vùng vùng phân phối đúng không ạ? À? Nhưng mà nó bắt đầu nó tích lũy trở lại thì tại đây anh chị có thể đánh giá cái cổ phiếu này. Đó và anh chị có thể anh chị mua cược. Thị trường chứng khoán là thị trường xác suất. Để mà nói là anh chị lên thị trường anh chị à trận trăm thắng. Thề với anh chị luôn là không có ai mà trận trăm chăm chăm thắng trên thị trường này cả kể cả những nhà đầu tư thiên tài lỗi lạc trên thị trường này đó cũng phải mất tiền, cũng phải trả giá và cũng có những cái bài học cho riêng mình mới trở thành những thiên tài đầu tư được, đúng không ạ? À? nhỏ lẻ của chúng ta thì chưa hẳn gọi là mình mình chưa đủ tuổi để mà à, mình trở thành những thiên tài đâu. cho nên là bây giờ mình phải học từ những cái nó nhỏ nhất, ví dụ như là anh chị phải hiểu được bản chất của một cái cổ phiếu và làm sao để hiểu nó chỉ có cách là tự trải nghiệm thôi anh chị. Bây giờ anh chị nghe em chia sẻ như này thì anh chị thấy hay đúng không ạ? À? Anh chị thấy rất là tuyệt vời, à nó đúng quá. Nhưng mà đó chính là những cái kinh nghiệm của em. Mà những cái kinh nghiệm của em thì em chia sẻ anh chị nhớ, nhưng mà anh chị bắt buộc anh phải anh chị phải trải nghiệm thực chiến trên cái thị trường này thì anh chị mới hiểu và anh chị nhớ lâu được. Đó rồi, thì đó là một vài cái kinh nghiệm của em muốn chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay Về cái cổ phiếu FPT này Anh chị muốn đánh cổ phiếu này đúng không? Thứ nhất là chờ nó rủ xong đi Chờ nó rủ cái đi, rồi đánh Thứ hai là có thể em sẽ đánh giá lại cái cổ phiếu này Tùy vào cái lực bán ra của cổ phiếu Vì một cái nền giá tích lũy là một cái nền giá siết chặt nguồn cung đó Cho nên là nếu như mà nó xuất hiện những cái dấu hiệu bán tháo thì nó đang đi sai với những cái phân tích của em rồi. Cho nên là em sẽ loại bỏ nó ra khỏi cái tầm nhìn. Đó, nên là anh chị lưu ý ha. Những cái chia sẻ của em nó để tham khảo. Và nếu như mà anh chị thấy hay, anh chị cứ áp dụng thực chiến cho cái cuộc đời đầu tư của mình. Rồi nếu như mà có cái gì chưa hay, thì anh chị có thể bỏ qua. Đúng không mà? Hoan hỷ đi anh chị. Bởi vì em chia sẻ như thế này, nó không có tốn bất kỳ cái đồng phí nào hết cả em chia sẻ nó hoàn toàn miễn phí và anh chị không cần phải trả công cho em cái gì đâu anh chị chỉ cần lên xem video thấy thằng Kiệt nó chia sẻ hay quá nhấn cho anh Kiệt một cái lượt like đi anh chị đúng không ạ anh chị nào mà mình chưa like video nhớ kéo xuống bên dưới nhấn cho em một cái nút like rồi nếu như mà ủng hộ nhiều hơn nữa thì bình luận cho em một cái chữ hay ở phía bên dưới cái bình luận để mà em biết được những cái chia sẻ của em nó giúp cho anh chị hiểu được hơn về cái bản chất của cổ phiếu về cái thị trường này anh chị nhé. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp anh chị trong cái phiên ngày mai. Phiên cuối cùng trong cái tháng giao dịch này. Rồi. Nếu anh chị còn những cái thắc mắc gì, có thể để lại bên dưới bình luận để em hỗ trợ anh chị sớm nhất nha.